Bạn từng nghe đến những lá thư tuyệt mật hay rộng rãi hơn là những lá thư nặc danh mục đích xấu xa ấy chưa? Gửi thư từ xa xưa vốn đã là phương tiện truyền tin phổ biến nhất. Những cách đưa thư nhờ bồ câu chúng ta đã gặp không ít trong phim cổ trang Trung Hoa và chúng thực sự để có tồn tại. Hiện đại hơn một chút nữa thì đến truyền thư qua bưu điện, máy fax cho đến bây giờ. Gửi thư thì vẫn được sử dụng rộng rãi đối với các thư từ mời chào trân trọng. Thế nhưng trên thế giới lại nổi tiếng với một bức thư bị ma ám mà phải đến tận 300 năm sau mới có lời giải đáp. Nếu bạn không tin, hãy cùng Taka đến với Giải mã lá thư quỷ Satan viết cho nữ tu sĩ vào thế kỷ thứ 17. Bức thư quỷ Satan là một bí ẩn lớn, thách thức sự tìm hiểu các nhà khoa học. Chuyện là bức thư của quỷ được viết bởi nữ tu sĩ Maria Crocifisa della Concezione, một nữ tu 31 tuổi, sống tại tu viện Palma di Montechiaro thuộc đảo Sicily, Italia. Vào ngày 11 tháng 8 năm 1676, nữ tu này được phát hiện nằm bất tỉnh trên sàn nhà của một căn phòng chật hẹp. Khuôn mặt thì dính đầy mực. Trên tay cô cầm một tờ giấy viết bằng những ký tự rất là khó hiểu. Các biểu tượng này được cho là cũng xuất hiện trong các văn tự cổ xưa. Sau khi tỉnh lại, nữ tu Maria khẳng định với mọi người rằng bức thư này được viết bởi ác quỷ. Quỷ Satan thì đã nhập vào và ép cô viết lá thư này, hòng khiến Maria bỏ đức tin với Chúa và trở thành môn đồ của quỷ. Thông điệp trong lá thư chỉ gồm 14 dòng chữ lộn xộn, có chứa ký tự cổ xưa. Trải qua suốt nhiều thế kỷ rồi, lá thư này đã thách thức nhiều nỗ lực của nhà khoa học trong việc giải mã ý nghĩa thực sự của nó. Tuy nhiên là đến gần đây, một nhóm nghiên cứu từ Trung tâm Khoa học Loddom tại thành phố Catania, Ý đã sử dụng một phần mềm giải mã dựa trên hệ thống Deep Web, là một nền tảng web ngầm thường dành cho giới tội phạm để mà dịch ra ký tự trong bức thư cổ. Giám đốc Trung tâm Khoa học Loddom, trưởng nhóm nghiên cứu, ông Daniel Abate đã cho rằng bức thư này trình bày như thể nó được viết kiểu tốc ký vậy. Chúng tôi cho rằng nữ tu Maria đã tạo ra một dạng ký tự mới bằng cách kết hợp cả bằng chữ cái cổ xưa mà cô ấy có thể đã biết. Để nghiên cứu kỹ lưỡng hơn, trước tiên các nhà khoa học đã chạy thử nghiệm phần mềm giải mã mà họ đang sử dụng với một số ký hiệu tốc ký bằng các loại ngôn ngữ khác nhau. Từ đó họ phát hiện ra rằng bức thư của nữ tu sĩ có chứa hỗn hợp các từ trong bảng chữ cái cổ như là Hy Lạp, Latin, Runic và thậm chí là cả Ả Rập nữa. Ông Abate cho biết thêm: "Chúng tôi đã phân tích cách thức để âm tiết của các ký hiệu lặp đi lặp lại trong bức thư, sau đó xác định được nguyên âm của ký tự và cuối cùng chúng tôi thành công với một thuật toán giải mã được tinh chỉnh." Với cái việc lắp ghép các ký tự giải mã, các nhà khoa học đã thể hiểu phần nào nội dung rời rạc của bức thư. Chúa nghĩ rằng ông ta có thể giải thoát cho mọi người. Chẳng ai nhận ra điều hiển nhiên đó, chỉ có Stick là chắc chắn. Ông Abate cũng cho rằng, khi mà giải mã với các bí ẩn trong lịch sử, bạn không thể nào bỏ qua hồ sơ tâm lý của người tạo ra nó. Chúng ta cần biết càng nhiều càng tốt về tiểu sử của nữ tu Maria. Dựa vào các ghi chép lịch sử thu thập được, ông Abate khẳng định rằng, thông qua bức thư có thể thấy nữ tu sĩ Maria bị mắc chứng tâm thần phân liệt hoặc là rối loạn lưỡng cực. Hình ảnh của quỷ từng xuất hiện trong những bệnh nhân mắc chứng rối loạn này. Các ghi chép lịch sử thể hiện rằng mỗi đêm cô ta thường la hét và chiến đấu chống lại ma quỷ. Ông Abate nói thêm: "Đối với các tín đồ Cơ Đốc giáo thời bấy giờ, bức thư được coi là kết quả của cuộc đấu tranh của Maria chống lại vô số linh hồn ma quỷ. Người ta cho rằng quỷ Satan sẽ buộc nữ tu sĩ Maria, người sẽ được Chúa ban phước phải ký vào bức thư." Tuy nhiên là Maria đã phản đối dữ dội bằng cách viết một từ tiếng Ý, Ohime, Thanoi, trong bức thư như một sự cự tuyệt vậy. Trên thế giới thì không chỉ nổi tiếng những bức thư bị ám, mà còn xuất hiện không ít những bức tranh bị ma ám nữa. Mà thậm chí là bạn không cần là một người chuyên nghiên cứu tâm linh, khi nhìn vào thì cũng sẽ nảy sinh nghi ngờ về chúng. Không để cho anh em tò mò thêm nữa, hãy tiếp tục cùng Taka đến với câu chuyện bí ẩn phía sau 5 bức tranh quỷ ám nổi tiếng nhất thế giới. Đầu tiên thì đó là bức Người đàn ông đau khổ. Một người có tên là Sean Robinson đã được thừa kế bức tranh Người đàn ông đau khổ từ chính bà nội của mình. Đến nay người ta vẫn chưa rõ danh tính người vẽ bức tranh. Tuy nhiên là có một chi tiết mà bà nội Sean để lại. Đó là bức tranh được người họa sĩ trộn với máu của chính mình để tô màu trước khi mà tự sát. Khi mà Sean treo nó trên tường nhà mình, rất nhiều chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Những cái tiếng ồn không rõ nguồn gốc, sương mù bắt đầu xuất hiện ở trong nhà. Cửa thì thường bị mở ra ban đêm mà không hề có ai chạm vào. Đáng sợ nhất là những cái tiếng la hét chẳng rõ vang lên từ đâu, hay là ác mộng hàng đêm mà gia đình ông gặp phải. Robinson tin rằng chính bức tranh là nguyên nhân con trai ông bị ngã cầu thang và khiến vợ ông luôn có cảm giác có người đang vuốt ve mái tóc của mình. Sau đó thì ông Robinson đặt máy quay trước bức tranh để tìm hiểu rằng chuyện gì đang thật sự xảy ra. Các video được post lên YouTube cho thấy hoạt động ma quái như bức tranh bị rơi xuống sàn, cửa đóng sầm lại và thậm chí là có khói hút thuốc bay lên từ hình vẽ.
Mặc dù vậy thì cũng có khá nhiều khán giả đã cho rằng nó chả có gì, tất cả chỉ là những trò lừa bịp. Việc bức tranh này có thực sự bị ma ám hay không vẫn chưa giờ được kết luận. Tuy nhiên là Shane Robinson đã thông báo cất giữ bức tranh bị nguyền rủa trong tầng hầm của mình và từ chối bán nó. Người mẹ đã qua đời của họa sĩ Ed Farman. Ed Farman chính là tác giả của bức tranh tiếng thét The Scream rất nổi tiếng. Thế nhưng nhiều người không biết rằng ngoài bức tranh để đời trên, ông còn có bức tranh nổi tiếng khác vì người ta cho rằng nó đã bị ám. Đó chính là bức tranh Người mẹ qua đời, The Dead Mother, đường vẽ để tưởng nhớ người mẹ quá cố của mình. Bức tranh mô tả một cô gái trẻ có người mẹ vừa chết đang nằm trên giường, trong khi cô bé cố bịt hết tai và đôi mắt mở to đầy vô cảm. Một số người từng sở hữu bức tranh này cho biết họ luôn cảm thấy sự theo dõi không ngừng từ đôi mắt của cô bé trong tranh. Họ thậm chí là còn nghe thấy tiếng sột soạt, y như là có người nào đó đang lật chăn và đứng lên vậy. Sir Rockaby Fenard. Bản thân bức tranh này đã là một bí ẩn rồi, vì khuôn mặt phản chiếu trên gương của thần vệ nữ không hề xinh đẹp và thánh thiện như người ta thường tưởng tượng. Bức tranh này cũng chứa một vài sức mạnh siêu nhiên bí ẩn. Tất cả chủ nhân của bức tranh đều bị tai ương theo đuổi và đều cố gắng vứt bức tranh đi. Vào đầu thế kỷ 20, bức tranh được để lại tại Thư viện Quốc gia London và tiếp tục gây ra nhiều điều kỳ lạ tại đây. Từ năm 1914, một nhà hoạt động nữ quyền đã đâm bức tranh này bằng 5 nhát dao mổ thịt. Và từ đó cho tới nay, lời nguyền bức tranh đã hoàn toàn chấm dứt. Love Letter, bức thư tình. Có mặt tiếp theo danh sách những bức tranh bị ma ám là bức thư tình, được đặt tại khách sạn Ritz-Carlton ở Alton, Texas. Mọi người cho rằng nó đã bị nguyền rủa bởi một cô bé tên là Samantha Houghton, con gái 4 tuổi của một thượng nghị sĩ Mỹ. Cô bé này đã chết trong khi lưu trú ở khách sạn vì bị té từ cầu thang xuống đất khi cố đuổi theo một quả bóng rơi. Rất nhiều khách và nhân viên tại khách sạn cho biết họ cảm thấy chóng mặt và buồn nôn khi đứng trước bức tranh. Một số người thậm chí cảm giác như bị nhấc bổng lên không trung. Số khác khẳng định nhìn thấy bóng dáng một cô bé chơi đùa với quả bóng ở trong đêm. Cuối cùng thì đó là The Hand Received Him, những bàn tay kinh dị của Bill Stoneham. Bức tranh cuối cùng mà Taka muốn nhắc đến trong danh sách là The Hand Received Him, được vẽ bởi họa sĩ Stoneham vào năm 1972. Trong bức tranh là một cậu bé với khuôn mặt cầu có một cách khó hiểu. Bên cạnh đó là một con búp bê cỡ lớn đáng sợ. Đằng sau là rất nhiều bàn tay in lên khung kính nơi cậu bé đứng. Bức tranh này còn được gọi là bị nguyền rủa trên eBay, vì chỉ sau khi được đăng bán tại đây, người ta mới dần phát hiện ra sự kỳ quái của nó. Một cặp vợ chồng sau khi mua bức tranh đã kể lại, họ bắt gặp cậu bé và con búp bê liên tục di chuyển trong tranh. Thỉnh thoảng, chúng cũng biến mất nữa. Và buổi tối, chúng bước ra khỏi bức tranh và nhìn chăm chăm vào khi mà họ đang ngủ. Cặp đôi này quyết định đặt camera trong phòng. Hình ảnh thu được cho thấy khi màn đêm buông xuống, trên tay của búp bê đột nhiên xuất hiện một khẩu súng và chăm chăm chĩa hướng cậu bé. Một lát sau, cậu bé biến mất khỏi bức tranh. Hiện tại bức tranh được một phòng trưng bày nghệ thuật ở Grand Rapids mua lại. Và chỉ trong vòng một năm, có đến 2 nhân viên tại đây đã qua đời. Đến đây thì video ngày hôm nay cũng kết thúc mất rồi. Đừng quên bấm like, share và nhớ subscribe Tagawai ngay lập tức để không bỏ lỡ những video thú vị tiếp theo. Chân thành cảm ơn anh em.